Đến đầu giờ chiều ngày 23 tháng 5, đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cùng công an quận Bình Tân đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra tại giao lộ đường Võ Trần Trí, Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo A. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, xe tải biển số 66H005XX chạy trên đường Võ Trần Trí hướng từ đường Trần Đại Nghĩa về quốc lộ 1. Khi đến giao lộ Võ Trần Trí, Trần Văn Dầu thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 66G1433XX chưa rõ hướng di chuyển. Vụ tai nạn khiến người đàn ông chạy xe máy bị thương nặng, được tài xế xe tải gọi xe cứu thương chở vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Ngay khi có mặt, đội cảnh sát giao thông An Lạc, công an quận Bình Tân giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera quay khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là ông TVB, 52 tuổi, quê Đồng Tháp.